Mua cổ phiếu Vietcombank như thế nào? Cách chọn điểm mua cổ phiếu Vietcombank có lợi nhuận cao. Vietcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, được rất nhiều người biết đến. Vậy bạn có biết mua cổ phiếu Vietcombank như thế nào? Cách chọn điểm mua cổ phiếu Vietcombank có lợi nhuận cao. Hãy cùng Đầu tư là gì tham khảo bài viết này để biết thêm nhiều điều thú vị về cổ phiếu Techcombank nhé. Chứng khoán ngân hàng Vietcombank là một trong những mã chứng khoán được quan tâm nhất. Đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư phổ biến tại các thị trường phát triển. Trong các kênh đầu tư hiện nay thì đầu tư chứng khoán được cho là kênh đầu tư hiệu quả sinh lời cao và an toàn. Cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank với mã cổ phiếu là VCB, cách để mở tài khoản chứng khoán Vietcombank cũng rất đơn giản, VCBs dễ dàng tiếp cận được một số lượng lớn khách hàng tiềm năng của mình dựa vào hệ thống của ngân hàng mẹ. Hiện tại công ty chứng khoán Vietcombank có 7 chi nhánh, văn phòng đặt tại Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Nếu bạn bố trí được thời gian qua trực tiếp văn phòng VCBS thì sẽ nhanh và tiện nhất. Để mở tài khoản chứng khoán Vietcombank, VCBS bạn chỉ cần đem theo bản gốc chứng minh thư căn cước công dân là được. Tới nơi bạn nói với giao dịch viên là bạn muốn làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán. Khi đó họ sẽ hướng dẫn bạn điền thông tin và ký cho đúng. Chỉ mất khoảng 10 15 phút để khai hồ sơ và sau đó tài khoản chứng khoán của bạn sẽ được kích hoạt. Sau khi mở tài khoản chứng khoán Vietcombank, bạn cần nộp tiền vào để có thể mua được các mã cổ phía ân Vietcombank. Tên mã chứng khoán của ngân hàng Vietcombank là VCB đang được niêm yết trên sàn host như mình đã nói ở trên. Chứng khoán bạn mua vào sẽ được hiển thị dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. Sau 2 ngày làm việc, chứng khoán ngân hàng mà bạn mua sẽ về tài khoản. Tuy nhiên sẽ về tài khoản vào cuối giờ chiều ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau khi đó bạn mới có thể bán được, chốt lời hay cắt lỗ sẽ tùy thuộc vào giá chứng khoán bạn giao bán lớn hay thấp hơn so với giá bạn mua. Và khi bán xong, hai ngày sau tiền sẽ được chuyển về tài khoản của bạn, bạn có thể thực hiện lệnh rút tiền, theo như nhiều nhà đầu tư chứng khoán cho biết, phương pháp để đầu tư chứng khoán ngân hàng Vietcombank hiệu quả đó là thực hiện phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng những điều đầu tiên bạn cần đó là trang bị cho mình một chiến lược đầu tư thời điểm mua thời điểm bán quản lý đầu tư của mình ra sao theo đà tăng trưởng thì mã chứng khoán không tăng quá nhiều mà đà tăng trưởng chính là các mã chứng khoán đang có quán tính tăng mạng như vậy qua bài viết này mình cũng đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn mua cổ phiếu vietcombank như thế nào và cách chọn điểm mua cổ phiếu vietcombank có lợi nhuận cao ngoài ra thị trường hiện tại cũng đang hot các cổ phiếu midcap các bạn cũng có thể xem danh sách cổ phiếu Midcap 2021 để lựa chọn đầu tư sao cho đạt lợi nhuận cao nhất.